Mô Phật. À đủ, nhầm. Đi lên. Mô Phật. À đủ, nhầm. Mình là thần biển. Không phải Phật. Ơ mau đi cơ. Mau cái gì? Tao là thần điện. Mau mau cái gì? Tao là thần điện. Thần điện nhìn như con nhảy biển. Mày không tin à? Mình nhốt hàng nghìn năm ở trong cái điện để được ra sảng khoái. Quay tay. Thần nợ thần. Thân gì mà nhớ chương nữa. Tao bị nhốt hàng nghìn năm trong cái đèn này. Thôi. Điều. Bây giờ tao phải đi. Đừng có tào lao. Tào lao cái gì? Bây giờ tao phải đi tìm ghệ này. Ai? Bảo. Ở gì? Nhốt trong cái đèn. Trong tư này á. Thôi, tao phải đi đây. Hả? À, cái gì? Nhưng có cái gì mới sai sai ấy. Sai sai cái gì? Trong chuyện cổ tích là hình như là có thần điện ra, tao phải được ba điều ước cơ mà. Đấy là trong chuyện cổ tích. Đây, tao là thần điện hiện đại. Tao không phục vụ con người. Ngày trước có thằng lôi tao ra 1000 năm trước. Cái điều ước cuối cùng của nó lại bắt tao chui ở cái điện. Thế nên là thôi tao đi đây. Ê! Này! Hả? Phét. Phét cái gì? Mày mà chui được vào cái điện. Tao tao rồi. Mày không tin tao có phép thần thông biến hóa. Mày xin mày chui vào đi. Mày không tin tao là thần điện à? Tao chắc tin. Mày tao nói đúng thế, mày giúp được vào cái nơi. Được, tao sẽ giúp cho mày xem. Tao sẽ giúp cho mày xem một... Chỉ một lần duy nhất. Ở trong đấy nhé. Thả đu, thả tao ra. Thả cái khỉ nhé, tao có cho tao ba điều ước không? Thả tao ra. Tao lao mày. Dám ra. Hại người bao giờ? Dạ thế. Ở đây nhá. Thả tao ra. Về ta lấy cái điện này thắp lên cho lòng đầy ép em được. Thả tao ra. Dạ. Tối mày áp áp để ta nói chuyện. Thả tao ra nhìn lên. Thả ra là tao được gì? Được, tao sẽ cho mày bao điều ước. Nhớ nhé. Nhớ. Ba điều ước tao là thề. Tao thề. Giơ tay lên. Chẳng nhẽ tao lại nói. Mà cái điện không cho được tay. Cái gì? Chẳng nhẽ tao thần điện tao lại nói phép một thằng tí con như mày. Nhớ nhá. Hứa rồi đấy. Rồi. Mày không tin tao sao? Cứ thả tao ra, tao sẽ thực hiện ba điều ước cho mày. Nó đi. Thế thả nhé. Ừ. Nếu mà không cho đi thì sao? Là... Thì mày cứ tùy mày. Ok. Đau lưng không? Tao tưởng ở trong đấy nóng. Ngoài này còn nóng hơn. Phê. Làm sao? Bây giờ làm sao? Cho tao ba điều ước. Ô văn kê, mày chưa tin à? Nhớ nhé. Đợi về. Đợi. Tao đã cầm. Mày đừng có cắm lại nhé. Cắm lại là đi chung vào rồi à? Thôi đừng cắm. Thế đi à? Mày xin 5.000. What? 5.000 à? Quá bình thường, cho mày 10.000 luôn. Ôi, chỗ thần của tao đâu? À đừng. Tao quên ở trong đèn lâu quá. Pháp thuật hơi bị nhầm tí. Đùa đâu? Ngoài lên nhảy ngứa đít lên đấy. Ngứa đít cái gì? Đó đây là không? Thần thông biến hóa mày hiểu không? Giơ tay ra, tao cho mày 10.000 luôn. 5.000 làm gì? Hơi.
Ok chưa? Kinh phết. Làm sao? Bây giờ là làm sao? Một. Thế con có biết đánh nhau không? Ui giời, này. Đánh nhau không? Ok, tao không sợ. Chẳng, giờ... chẳng lấy lại ông tao cái xe này, bây giờ biết nó ăn cướp. Tao tưởng mày về bảo má đại ca mày lấy. Sao mày biết? Tao thần thần thông mà mày không hiểu à? Người đi thần. Này mày không tin à? Tao đốt cây dơm cho mày xem nhé. Thôi. Hết. Này, cây dơm cho châu nhà tao ăn đấy. Tao đốt thử thôi, tí tao lại dập. Không. Ờ, thế thôi. Làm sao bây giờ làm sao? Úi dồi ôi. Mày sao mà chó thế này? Chết rồi, có gì áo choàng của tao không? Tưởng tao tránh được cướp chó. Hả? Tao là thần chứ không phải là người, thế nên là tao không để ý. Thế đi lấy lại của tao cái xe này. Con nó ăn trộm con của tao, cướp của tao, cả bim bim nữa. Ok. Cả con ăn lửa nữa. À thế à? Đi, bây giờ tao đi. À con cần gì phải đi, tao là thần cơ mà. Ngu gì mà cần gì phải đi, đứa nào khóc thế nhỉ? Để tao gọi nó ra đây nhá. Quả này gọi người ta phải hấp thu tinh lực. Thôi, thì tao mới mời mình biến lên đấy. Biến lên đấy á? Ơ đi không? Nào. Biết biến đâu đây, là cắm tao ngã thì tối rồi đấy. Mày tí nữa tao cho mày đi thẳng bay luôn. Nào, đi. Hứt. Alo, alo nhà máy rồi. Phải thằng này không? À đúng rồi, thằng này anh ơi. Thằng này đúng không? Thằng đi về hồi đấy. Này đúng không? Đúng rồi. Người gọi, dạ, người gọi thân đen dởm đến đây à? Sao mày biết tao là thằng đen? Thằng này nó vừa nói. Mày nói à? Vừa nói xong. À thế à? Thế ta xin giới thiệu. Thế tao là thằng đen. Thân đen dởm. Dởm mà. Cho thằng này cút khỏi cái cuộc sống của anh em mình. Hết trời. Thấy gì chưa? Học phân nhỉ? Ây, bây giờ con mày còn muốn cái gì nữa? Hai lần. Mày chỉ còn một lần nữa thôi. Hiểu không? Ơ, sao mình lại ngồi trên này nhỉ? Chết cha, lại đụng vào thần đèn thật rồi. Bây giờ thôi thôi, chạy. Không chơi được này. Không chơi được này. Chạy. Còn một điều ước nữa. Lên xe tao đèo về tí nữa cho mày suy nghĩ tiếp. Tao phải đi, tao phải về nhà mày chơi một tí. Lâu ngày. Nhà mày có kệ không? Không, tao có cô đơn. Không. Nhà mày có con gái không? Tao 1000 năm nay tao chưa ngứa ngáy quá. Có, tao có chị. Được, đi. Tao lái về. Đi. À mà tao biết bay mà, à mà thuộc tao đi xe đạp. Bay đi. Bay. Tí nữa tao cho mày bay. Lên xe. Bay là xe. Mày chỉ còn một điều ước nữa thôi nhá. Một điều ước rưỡi. Thế gì mà khó bay thế? Tao khát lên. Ủa dồi ôi. Cái gì cái xe đạp gì chả đi thế à? Xe lởm thế. Úi dồi ôi. Thôi vứt mẹ đi. Úi dồi ôi. Nghiệp cái gì? Kẹt chân tao chữa. Ném bỏ đi, tao với mày biến đi. Đó. Ây tử, hai con bim bim. Xe gì? Là tạm thế này mà mày đi. Tí tao cho mày một cái ô tô, mày cứ ước đi. Mày có ước ô tô không? Tao cho mày một cái ô tô luôn. Ô tô á? Ừ. Không, bây giờ tao đã nắng quá. Ừ, đi. Hư. Tao bảo đó. Ây. Ây. Chị mày lên tầng như sao? Đây á, phòng mày đây á. Sao nó cửa bụng thế này? Đây là phòng của mày đại ca đó đấy. Ôi dồi ôi, tao tưởng nhà lầu thế nào thì chúng mày này không bằng cái đèn của tao. Vâng, trong cái đèn của tao mày lại cả đâu làm việc ấy. Ui, không thấy đây máy tính nè. Máy tính là cái gì? Đấy, cái này chơi phim nha, trời. Cái này hả? Ừ, để tao mở phim tao mạng cho xem. Ôi dồi, cái gì tao, cái này á, tao biến ra đây. Xem. Ui dồi. Cái này thì tao mở tao mạng. Đấy. Đâu? Đấy, mùi tao mau rồi. Chưa? Ôi dồi ôi. Nước, ủi cái này tao cũng làm được. Phải, cái này không phải. Cái này. Ơ? Mày có bắt được cá như này không? Sao mày lại ở trong kia? Tao á,
Ô, cái này là cái gì đấy? Cái này á, cái này ao này tắm biến ra đầy cá. Thế tao ngồi chúng mày xem cái này nha. Cái gì? Mày cá đây, mày xem cái này này. Ồ, ấn nhầm rồi. Sao biết tao ấn nhầm? Tao kiếp trước tao là hacker. Đéo tin. Thôi mày đừng mở cái này nữa. Tao đi tìm tao máu quá, tao đi tìm gái đây. Ôi đi đâu ấy? Hả? Cái mày còn đâu là một cái hiệu ương mà. Ương à? Thôi được, lúc nào tao đang bí quá. Tao đi trước này. Lúc nào cần ương nữa thì gọi tao tiếp nhá. Tên đi chơi, chả về chơi, cũng chán ý nhỉ. Anh Yên ơi, tao đang đáy chuẩn gì đấy, quả tao phải làm gì đấy? Hả? Đi đi chơi làm gì? Ui, tao nóng quá. Mới đầu tao còn đứng ước mà. Hả? Mới đầu tao còn đứng ước mà. Thôi mày ước nốt đi. Ước á? Ừ. Nhanh lên để tao còn đi. Ước gì? Tao còn đi chơi. Có đứt ước một chút rồi đấy, mấy chuyện không? Đúng, đừng ước thế, ước thế tao lần sau tao không ra nữa đâu. Không ra, bắt phải ra. Không ước thế được. Bây giờ mày có thể ước bất cứ một cái gì, nhà lầu, xe hơi, tiền bạc, rồi mọi thứ. Hay mày cho tao ước là... Nào, cái gì? Tao... Ra luôn. Có nguy hiểm đi. Tao ngồi đi chơi với tao chán lắm, mà lại cả tao đi chơi 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 cùng. Nghìn năm nay, nghìn năm nay tao còn chưa có người yêu. Mày ước cái khác đi, cái đấy của ngoài... Của chết, đợi chân. Thế tao cũng phải kiếm, đi kiếm người yêu, tao ra ngoài tao mới kiếm được người yêu. Thế người yêu bây giờ tao biến ra được thì tao cần gì nữa? Thế tao ước cái gì? Mày có ước tất cả mọi thứ, cái gì cũng được, trừ người yêu. Tao nghỉ năm rồi, đang lớn đi, cô đơn. Trời,